Lời mẹ dặn. Mẹ ơi mẹ, bây giờ mình đi chúc Tết đúng không mẹ? Ừ, nhưng mà mẹ dặn nè, lát nữa ai lì xì con nhớ là không được bóc ra trước mặt người ta nha không? Như vậy là mất lịch sự nha. Dạ. Thực tế thì... Dạ con chào chú, chúc mừng năm mới chú, chúc chú năm mới phát tài ạ. Ngoan, đây chú lì xì đây. Dạ con cảm ơn chú. Chúc con năm mới vui vẻ nha. Dạ. Xem được bao nhiêu. Chỉ có 20.000 nhá. Tưởng 200.000 chứ. 20.000 không mua được một gói bim bim nữa. Nè, con chạy chú nè. Chỉ ra mày chọn cái chết. Thôi đây. Con mày.